Xin chào tất cả mọi người, và Thu Hoa đã trở lại rồi đây. Và vừa rồi thì Thu Hoa có nhận được khá nhiều những cuộc gọi của khách hàng hỏi về những dòng máy mà không những là nhái lại tên của công ty mà còn khẳng định rằng đây là dòng máy cải tiến mới nhất của dòng máy ép cắm viên trục đứng S150. Và Thu Hoa khẳng định rằng đây là hoàn toàn không đúng sự thật. Công ty trách nhiệm hạn Bình Minh chỉ sản xuất duy nhất một dòng máy, đó là dòng máy ép cắm viên trục đứng S150. Còn những dòng máy khác là nhái và được nhập khẩu từ Trung Quốc. Phía bên tay trái của Thu Hoa đây đó là dòng máy ép cắm viên được nhập khẩu từ Trung Quốc, và phía bên tay phải của Thu Hoa đây là dòng máy ép cắm viên trục đứng S150. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về dòng máy ép cắm viên được nhập khẩu từ Trung Quốc. Mọi người có thể thấy là phần thân máy được thiết kế khá là ọp ẹp và không chắc chắn. Và đây là motor của dòng máy được nhập khẩu từ Trung Quốc, thì toàn bộ đều là tiếng Trung, không có một số liệu rõ ràng. Bên cạnh đó lại được nối bằng trục khuỷu nên không thể tận dụng những motor có sẵn, cùng với xuất xứ không rõ ràng, dùng lâu sẽ dễ bị cháy. Và bị gãy trục khuỷu dẫn đến việc thay thế là vô cùng khó khăn, có thể phải bỏ cả bộ máy. Và đối với việc sử dụng trục khuỷu thì sẽ không thể nào hoạt động được với những gia đình có dòng điện yếu. Đặc biệt, hệ thống chuyển động được làm bằng bánh răng tự chế, vừa dơ lại ồn, khiến máy hoạt động không ổn định, cho năng suất thấp. Phần cối được đúc bằng gang mỏng cùng với mặt sàng thiết kế không dày dặn. Khi hoạt động một thời gian ngắn, rất dễ bị mòn sàng và việc thay thế linh phụ kiện rất khó khăn vì phải chờ đại lý nhập khẩu từ Trung Quốc để thay thế. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về dòng máy ép cắm viên trục đứng S150 của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh. Máy được thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn cùng với 4 bánh xe giúp dễ dàng di chuyển. Phần toa nạp đầu vào được thiết kế bằng tôn dày dặn. Máy sử dụng motor 3 đến 3,5 kW, 100% lõi đồng của toàn phát. Đi theo máy, bà con sẽ được lựa chọn một mặt sàng bằng thép dài đến 2 cm. Và bà con yên tâm là mặt sàng được tiện CNC từng mắt sàng nên có thể dùng được cả hai mặt. Bà con chỉ cần lưu ý không để hết nguyên liệu trong máy, không để mặt sàng và con lăn ma sát trực tiếp với nhau để đảm bảo được tuổi thọ cao nhất của mặt sàng và con lăn. Điều đặc biệt nhất ở đây đó là phần cối máy được đúc bằng gang dày cùng với hộp cấu số ô tô giúp ổn định cường độ hoạt động, tăng tốc vận hành. Máy ép cắm viên trục đứng S150 sử dụng dây cu loa giúp tận dụng được những motor có sẵn. Đặc biệt, đối với những gia đình có dòng điện yếu thì ta vẫn có thể sử dụng được bằng cách điều chỉnh buli sao cho phù hợp. Để đảm bảo được an toàn thì bà con nên lắp thêm chắn bảo vệ dây cu loa. Và để hiểu kỹ hơn về máy ép cắm viên trục đứng S150, bà con có thể đọc ở phần mô tả phía bên dưới. Và vừa rồi thì Thu Hoa đã hướng dẫn bà con về cách phân biệt hai dòng máy ép cắm viên trục đứng S150 của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh và dòng máy ép cắm viên được nhập khẩu từ Trung Quốc. Hy vọng là bà con sẽ không nhầm lẫn về hai dòng máy này nữa. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay tới số hotline của công ty. Nếu cảm thấy clip này hay và hữu ích, hãy ấn vào quả chuông phía bên dưới để nhận được thông báo về những clip mới nhất. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn, chúc bà con thành công.